gỗ khá là cao ha. Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách một cắm một bình hoa hồng. Hoa hồng này để làm hoa hồng chúc mừng hen. Thì lá Yến sử dụng là lá thiết mộc lan, đinh lăng hen. Yến có thêm cái cây này nữa, Yến cây khô khô thôi, rồi xịt sơn trắng lên. Rồi, cộng mây hen và cái đan dừa nè. Ok, bây giờ Yến bắt đầu Yến cắm nha. Thank you.
thì hồi nãy lúc đầu á, ba cái lá đầu tiên cấm á, là do bị nhiễm bệnh gọi là cấm hoa bàn thờ, cho nên cấm ba cái lá đó, nhưng mà không phải ha. Yến rút ra thì Yến sử dụng những cái mây trà, cái đây là cái gọi là cành cây khô, Yến xịt sơn trắng lên ha, và Yến điểm nhấn ở đây là một cái bông hồng trắng ha, rồi sau đó là Yến hồng hoa vàng á, là Yến sẽ làm tông bên đây, và đồng tiền đây á, đồng tiền Yến sẽ làm một gọi là một bên ha. Đó, rồi ở những cái chỗ này á, thì là Yến sử dụng gọi là lá thiết mộc lan để Yến che cái một phần cái thân bình đi. Rồi bên cạnh đó là sau khi cắm xong á, thì Yến sẽ sử dụng gọi là cái mây này nè để Yến làm hình trái tim ha. Đó, nhìn từ xa thì mình sẽ thấy được hình trái tim. Rồi và điểm nhấn thêm là hai cái mây trắng này đó, và phía sau á, để cho mình che đi cái cục xốp, thì Yến sử dụng, Yến cuộn cái lá lan này lại đó, và mình sử dụng thêm cái gọi là cái đinh lăng này ha. Đó thì là mình đã có một cái bình hoa chúc mừng đây, bằng hoa hồng và hoa đồng tiền ha. Đó, nếu mà không có đồng tiền cũng được, không sao, mọi người có thể thay bằng hoa hướng dương, hoặc là mọi người cho luôn cái phần là bên đây là hoa hồng cũng được. Mà Yến thấy có đồng tiền thêm thì nó có hay hay thêm, cho nên là Yến cho thêm đồng tiền ha. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa chúc mừng này nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.